Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life, được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Và Thúy Miền rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ông bà ta quan niệm đàn ông xây nhà, còn đàn bà xây tổ ấm. Nhưng trong thực tế, ngoài việc tập trung vào sự nghiệp để cải thiện đời sống ra, thì đàn ông còn phải lo lắng tới rất nhiều các vấn đề khác nhau. Và đặc biệt trong số đó là vấn đề về sức khỏe và tiêu biểu là vấn đề về yếu sinh lý ở nam giới. Và chính vì thế, ngày hôm nay, chương trình của chúng tôi đã mời đến đây bác sĩ Nguyễn Thành Luân sẽ cùng với chương trình, cùng với khán giả đi tìm lời giải đáp cho vấn đề này nha. Vâng, xin chào bác sĩ Nguyễn Thành Luân và cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào MC Thúy Miền và xin chào quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live. Vâng, thưa bác sĩ, có một vị khán giả có gửi thư về chương trình qua địa chỉ email như sau. Đó chính là anh Đỗ Văn Mạnh ạ, sống tại Xuân Trường, Nam Định. Tôi năm nay 35 tuổi, mới lấy vợ cách đây 3 năm. Mỗi lần sinh hoạt với vợ chỉ kéo dài thời gian được khoảng 1 phút. Xin hỏi chương trình, như vậy có được coi là yếu sinh lý không ạ? Nếu đúng thì tôi phải làm sao để cải thiện tình trạng này? Bởi hiện tại đã 3 năm chung sống, nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa nhận được tin vui. Rất mong nhận được phản hồi từ chương trình. Vâng, và trước tiên thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về cái định nghĩa của cái căn bệnh yếu sinh lý ở nam giới là gì để cho khán giả đều có thể biết không ạ? Thì yếu sinh lý được định nghĩa là cái tình trạng mà dương vật không thể cương cứng hoặc là cương cứng trong thời gian rất ngắn và không thể hoàn thành một cuộc yêu đúng nghĩa và trọn vẹn với bạn tình của mình. Thì yếu sinh lý được thể hiện qua rất nhiều phương diện, nhưng cụ thể trên bệnh nhân là anh Mạnh đây thì một cái vấn đề mà anh đang gặp phải đó là tình trạng xuất tinh sớm. Tình trạng xuất tinh sớm thì được thể hiện qua rất nhiều yếu tố, như là thời gian xuất tinh, như là cái việc kiểm soát khả năng xuất tinh của mình, cũng như là cái thỏa mãn sau quan hệ và cái ảnh hưởng tiêu cực của xuất tinh sớm đến với đời sống hôn nhân của hai vợ chồng. Trên anh Mạnh thì chúng ta có thể quan sát thấy là một cái dấu hiệu nhỏ thôi, đó là cái thời gian quan hệ thì là khoảng 1 phút. Như vậy thì có thể nhìn nhận đây là một trường hợp xuất tinh sớm ở giai đoạn cũng là sớm của bệnh lý thôi. Và nếu như mà có phương pháp điều trị tích cực thì hoàn toàn có thể cải thiện được tình trạng sức khỏe cho anh Mạnh. Vâng, và ngoài nhận biết yếu sinh lý ở nam giới qua cái thời gian quan hệ thì ta còn có những cách nào để nhận biết ra bệnh này không ạ? Đối với một cái trường hợp yếu sinh lý nói chung thì có thể thể hiện cái dấu hiệu của nó qua 3 nhóm dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là tình trạng rối loạn cương dương. Tình trạng rối loạn cương dương thì nó liên quan trực tiếp đến cái khả năng cương cứng của dương vật để tham gia một cuộc yêu với bạn tình của mình. Thì đối với những bệnh nhân yếu sinh lý thì có thể gặp tình trạng như là dương vật không thể cương cứng được, hoặc là cương cứng trong thời gian rất là ngắn, đôi khi là chưa kịp đưa vào âm đạo của người phụ nữ thì đã trở về cái tình trạng ban đầu rồi và không thể hoàn thiện một cái cuộc yêu đúng nghĩa. Ngoài ra thì có thể gặp cái tình trạng như là dương vật đã rất là đau khi cương lên, hoặc là làm cho cái người bạn tình rất là né tránh quan hệ tình dục, thì đây cũng là những dấu hiệu của cái tình trạng rối loạn cương dương. Thứ hai là tình trạng rối loạn xuất tinh mà cụ thể là anh Mạnh đang gặp phải. Đầu tiên chúng ta kể đến và cũng hay gặp đó là tình trạng xuất tinh sớm như bác sĩ vừa chia sẻ. Thế ngoài ra thì chúng ta có thể gặp các trường hợp như là xuất tinh ngược dòng, xuất tinh muộn hoặc thậm chí là không xuất tinh. Thì bác sĩ xin chia sẻ thêm một chút về cái tình trạng xuất tinh muộn. Tình trạng xuất tinh muộn là một tình trạng không hiếm gặp, nhưng nếu gặp thì là một vấn đề rất là trở ngại với các anh nam giới. Đó là tình trạng mà chúng ta quan hệ trong thời gian rất là lâu nhưng mà không thể xuất tinh, hoặc là thời gian quá dài mới dẫn đến xuất tinh, thì sẽ gây nên cái tình trạng là rất là mệt mỏi cho cả các anh nam giới và kể cả bạn tình của mình. Thì đây là tình trạng mà rất là nhiều anh nam giới gặp phải, tuy nhiên thì lại rất là khó để chia sẻ với bạn tình, cũng như là còn ngại ngùng khi mà chia sẻ với các bác sĩ và các chuyên gia. Ngoài hai dấu hiệu trên thì còn một cái dấu hiệu cũng rất là quan trọng nữa, đó là cái rối loạn ham muốn tình dục. Chính vì những tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn xuất tinh,
rối loạn cương dương mà bản thân những anh nam giới thường né tránh quan hệ tình dục, và đặc biệt là còn xuất hiện cảm giác như là lo sợ, lo lắng và không hề muốn quan hệ tình dục. Vâng, như chúng ta đã biết thì yếu sinh lý gây ra rất nhiều cái phiền toái cho nam giới và làm giảm chất lượng cuộc sống hôn nhân. Vậy thì liệu có giải pháp hữu ích nào cho nhân vật của chúng ta ngày hôm nay thưa bác sĩ? Ngoài cái vấn đề đó là chúng ta biết được bệnh thì vấn đề phòng bệnh và điều trị bệnh như thế nào cũng là vấn đề vô cùng quan trọng. Thì đối với anh Mạnh là một trường hợp cụ thể ở đây thì bác sĩ cũng xin chia sẻ với anh cũng như là với quý vị khán giả nói chung, đó là mỗi một trường hợp cụ thể thì nó có những cái độ nặng nhẹ, cái mức độ bệnh khác nhau phụ thuộc vào cái tình trạng của người bệnh cũng như là cái chế độ dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ và làm việc của mỗi người. Do đó sẽ không có một biện pháp nào là biện pháp thật là chi tiết và chính xác cho từng trường hợp nếu như chúng ta không được thăm khám cụ thể. Bởi vậy nên là đối với anh Mạnh thì tôi khuyên anh nên đến thăm khám ở các bác sĩ chuyên khoa để có được những cái biện pháp hữu ích nhất cho mình. Còn sau đây thì bác sĩ xin chia sẻ những cái biện pháp rất là chung để áp dụng cho quý vị khán giả không chỉ cải thiện tình hình sức khỏe mà còn cải thiện đến cái tình hình sức khỏe của sinh lý nam. Thì đầu tiên đó là chúng ta cần phải xây dựng cho mình một cái ý thức bảo vệ sức khỏe. Khi chúng ta có ý thức tốt để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta sẽ có những hành động và cái thói quen phù hợp. Thứ hai là chúng ta phải thay đổi và xây dựng những thói quen tốt từ những hành động thường ngày, trong công việc, trong giải trí, trong những cái thói quen lao động hàng ngày. Chúng ta nên có những khoảng thời gian nhỏ để nghỉ ngơi cũng như là thay đổi cái tư thế của mình để không chỉ thư giãn để giúp công việc tốt hơn mà còn có tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe sinh lý nam. Ngoài ra thì nên lựa chọn cho mình một cái môn thể thao nào đó phù hợp với cái điều kiện của mình cũng như là tình trạng sức khỏe. Các cái môn thể thao mà được rất là nhiều anh nam giới lựa chọn hiện nay, ví dụ như là bơi lội, chạy bộ hoặc là đánh cầu lông, bóng rổ. Và ngoài ra thì hiện nay rất là nhiều anh nam giới lựa chọn phòng gym là một cái nơi phù hợp để mà cải thiện tình hình sức khỏe của mình. Thì đây đều là những lời khuyên thường được các bác sĩ khuyên các anh nam giới. Bên cạnh đó thì chế độ dinh dưỡng phù hợp với những cái nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe sinh lý nam cũng là một cái biện pháp rất là tốt để cải thiện tình hình sức khỏe của các anh. Ngoài ra thì các anh cần phải tránh những cái thói quen trong cuộc sống hàng ngày tuy nhỏ nhưng diễn ra thường nhật hàng tháng, hàng năm sẽ dẫn đến những hậu quả rất là xấu với sức khỏe, ví dụ như là lạm dụng rượu, bia, cà phê, thuốc lá và đặc biệt là một số anh còn tìm đến cả ma túy tổng hợp vân vân. Thì đây đều là những thói quen rất là xấu và cần phải được loại trừ ngay nếu như các anh muốn có một tình trạng sức khỏe ổn định và đặc biệt là thật dũng mãnh trong chuyện phòng the. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ về những cái lời khuyên rất là cụ thể và chi tiết vừa rồi. Chắc hẳn bây giờ vị khán giả của chương trình đã nhận biết được vấn đề mà mình mắc phải và có những phương hướng điều trị cho riêng mình. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe và mãi giữ được lực lửa cho tổ ấm nhỏ của mình. Và để được tư vấn kỹ hơn về các trường hợp bệnh cụ thể, quý vị khán giả hãy liên hệ trực tiếp qua số hotline 0854-400-102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ115a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live của chúng tôi đến đây cũng đã hết rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thành Luân đã đến với chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn Thúy Miền cũng như gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Vâng, và quý vị nếu như yêu thích chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.